Tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi có nhà thờ đá Phát Diệm, quần thể nhà thờ đẹp nhất Việt Nam, không khí chào đón Giáng sinh tưng bừng từ làng đến phố. Giáng sinh không còn là niềm vui riêng của đồng bào Công giáo, mà là dịp chung vui của toàn thể người dân Lương giáo. Từ chiều ngày 24 tháng 12, những con đường dẫn đến thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn đã tấp nập người dân và du khách đến chung vui không khí Giáng sinh tại nhà thờ đá Phát Diệm. Năm nay, cùng với hang đá, nhà thờ chính tòa Phát Diệm đã dựng lên một loạt mô hình tiểu cảnh tái hiện lại bước đường Đức Chúa Giêsu và sự hình thành phát triển của đạo Thiên Chúa. Những mô hình được trang trí cầu kỳ thu hút đông đảo người dân tham quan tìm hiểu. Dưới bàn tay khéo léo tài hoa của đồng bào Công giáo Kim Sơn thì những nét độc đáo của lịch sử Công giáo đã được thể hiện một cách rất là công phu qua những cái hoạt cảnh ở trong khuôn viên của nhà thờ đá Phát Diệm. Đây cũng là những cái địa điểm mà thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách khi đến với nhà thờ đá Phát Diệm. Dịp Noel không chỉ còn là dịp kỷ niệm Giáng sinh của đồng bào Công giáo nói chung, mà đây còn là dịp để người dân Kim Sơn Ninh Bình sum họp thắt chặt tình đoàn kết. Dòng người đổ về nhà thờ ngày càng đông, tận hưởng niềm vui của ngày lễ hội, cầu mong những điều an lành tốt đẹp cho cuộc sống của mình và người thân. Ngày Noel thế này quá tuyệt vời. Không phải bên giáo bên đời cũng thấy hôm nay tôi thấy tuyệt vời, mà tôi là bên đời tôi thấy tuyệt vời quá, nên muốn vào để xem hiểu được. Mọi nơi mọi chỗ là rất hân hoan chào đón lễ Giáng sinh, chúc mọi người có một lễ Giáng sinh vui vẻ. Công việc chuẩn bị cho đêm Giáng sinh năm nay đã được giáo dân thực hiện chu đáo, sẽ có những vở kịch tiểu phẩm trên sân khấu tại đêm diễn ca trong khuôn viên nhà thờ. Thì chúng tôi phân công cho từng đơn vị, mỗi một đơn vị là một khu vực. Cụ thể ngay như cái khu đảo đây này, thế là cái đơn vị đó là giới trẻ. Thế rồi các giáo họ, mỗi giáo họ một điểm, mỗi hội đoàn một điểm. Thế thì cho đến bây giờ là chu tất và chúng tôi thấy là mọi người đều rất là vui. Với hơn 47% dân số là người Công giáo, bà con giáo dân Kim Sơn những năm qua luôn tập trung thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Kinh tế phát triển, các gia đình giáo dân có điều kiện chăm lo cho việc đạo, việc đời. Bà con giáo dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật chất, mở rộng các tuyến đường. Mọi giáo dân đều nhận thấy lợi ích thiết thực khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xóm, thì trong thời gian qua thì xóm 2 đã thực hiện các cái tiêu chí nhà nước và nhân dân cùng làm, đã huy động nguồn lực vật lực rồi là các về mọi mặt, thì đến hôm nay thì cũng đã hoàn thành cái tiêu chí của xóm xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Không khí Giáng sinh tràn ngập ở Kim Sơn đang mang theo những tín hiệu tốt lành về một cuộc sống mới đến với các gia đình. Mọi người cùng chung một ước vọng, đó là cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất và cuộc sống ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi người, mọi nhà.